Công ty phá dỡ cho biết 1.660 kg chất nổ đã được kích nổ để phá hủy các tòa nhà 15 tầng. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy các tòa nhà bị hư hại nặng nề do động đất đã sụp đổ chỉ trong vài giây sau khi được kích nổ. Đây là một trong số các biện pháp tái thiết của Thổ Nhĩ Kỳ. Các tòa nhà được xây dựng sau này sẽ phải đảm bảo các biện pháp an toàn chặt chẽ nhằm giảm thiểu thương vong trong trường hợp xảy ra động đất.